Bé gái hồn nhiên ngây thơ vô số tội này chính là em út trong một gia đình có 4 chị em gái, cùng sống trong một ngôi nhà mà bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn vào ở, vì cả 4 người đều có nhan sắc và thân hình bốc lửa, khiến đám mày râu nhìn thấy là không thể kiềm chế nổi. Nhưng cô gái bé nhỏ này lại chính là người mà phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Vậy cô ấy đã trải qua những biến cố gì trong quá khứ, và cuộc sống hiện tại của 4 chị em họ sẽ như thế nào? Xin mời các bạn tìm hiểu bộ phim với mình nha! Kamakura nằm ở phía tây bán đảo Miura, Nhật Bản, là một thành phố cổ ngàn năm tuổi. Có căn nhà cũ cổ kính ở bên bờ biển, trong sân tràn ngập cây xanh, chỉ có 3 chị em nhà Koda sống ở đây. Chị cả Sachi Koda là một y tá, dịu dàng, hiền lành, cần cù, tiết kiệm. Chị hai Yoshi Koda thường ngày vô tư, thích cảm giác vui vẻ tự do. Em Uchika Koda thì đơn thuần đáng yêu, là người hòa giải trong nhà. 15 năm trước, sau khi cha của 3 chị em bỏ trốn theo người tình thì không trở về nữa, mẹ của họ cũng tức giận mà bỏ nhà đi vài năm sau đó. 3 chị em được bà nội chăm sóc, sau khi bà nội mất, chị cả một mình gánh vác trọng trách nuôi dưỡng các em. Bây giờ hai em gái đã trưởng thành, chị cả cũng vì nguyên nhân này mà lỡ dở chuyện hôn nhân. Một buổi sáng sớm ngày hạ, 3 chị em nhận được tin về cái chết của cha. Hai em gái nói cười với nhau, không hề đau buồn. Chị cả thì tâm tình phức tạp nói, người đó đã chết rồi, nghe nói ông ấy còn có một đứa con gái, là em gái cùng cha khác mẹ của họ. Chị cả nói nay mình phải tăng ca, bảo hai em gái đi tham gia tang lễ. Chuyến tàu chạy qua những ngọn núi xanh tươi, hai chị em trò chuyện về cha. Lúc cha rời đi, chị cả đã học trung học mà Thiên Chia vẫn còn rất nhỏ. Cô chỉ nhớ một vài ký ức vụn vặt và mơ hồ về cha thôi. Cô mơ hồ nhớ rằng cha là một người rất ấm áp, còn dẫn họ đi vườn bách thú. Yoshi lại nói, cha thường xuyên cãi nhau với mẹ vào ban đêm. Cô cũng thường thấy chị cả an ủi mẹ vào lúc nửa đêm. Sau khi đến Yamagata, người đến đón là em gái Suzu Asano của họ, cũng là đứa con được sinh ra từ người phụ nữ đã cướp mất cha của họ. Suzu trong sáng và nhút nhát, cử chỉ nhã nhặn và cẩn trọng. Cô bé đưa hai chị em họ đến tang lễ, có rất nhiều người ở trong hội trường. Thật ra, mẹ của Suzu đã mất mấy năm trước rồi, cha cô bé lại lấy vợ thứ ba, mẹ kế lại sinh thêm một đứa em trai. Lúc này, bà ta đang khóc rất đau lòng, Suzu ngồi bên cạnh nhẹ nhàng an ủi bà ta. Ngoài miệng thì chị cả nói không đến, nhưng cuối cùng vẫn đến tưởng niệm cha mình. Cô cũng lần đầu tiên gặp em gái cùng cha khác mẹ này. Sau khi tang lễ kết thúc, ba chị em vừa đi vừa nói chuyện. Chika nói rằng, cha rất hạnh phúc nhỉ, có nhiều người như vậy đến tiễn ông ấy. Yoshi cũng nói rằng, mọi người đều nói ông ấy là người rất tốt bụng. Chỉ có chị cả nói, năm đó cha đảm bảo với bạn bè, gánh vác khoản nợ. Lúc này Suzu đuổi theo, đưa bức ảnh mà cha trân trọng trả lại họ. Ba chị em nhìn bức ảnh trước đây, trong lòng liền cuồn cuộn dòng chảy ấm áp. Chị cả nói muốn tham quan nơi đẹp nhất ở đây. Suzu dẫn họ lên núi, từ nơi này phóng tầm mắt ra ngoài. Cây cối xanh tươi, núi non xanh mướt, những mái nhà tranh và cánh đồng lúa. Nếu có thể nhìn thấy biển thì càng giống như Kamakura. Suzu nói trước đây cha thường dẫn cô bé đến đây. Sau khi cha bị bệnh, thật ra đều là Suzu chăm sóc ông ấy, còn bà mẹ kế kia chỉ thỉnh thoảng đến một lần. Chị em họ vô cùng chân thành cảm ơn Suzu. Suzu lại cúi đầu, bất giác rơi nước mắt. Chị cả tinh tế đã nhìn ra được, Suzu sống với mẹ kế chắc chắn phải chịu nhiều oan ức. Suzu dịu dàng nói, các chị hãy bảo trọng. Câu này lập tức chạm vào chỗ yếu đuối nhất trong lòng của cả ba chị em. Chị cả nói, đến Kamakura đi, 4 chị em mình cùng sống. Sau khi Suzu suy nghĩ một lúc thì trả lời, em muốn đi. Chuyến tàu chậm rãi khởi động. Suzu đuổi theo tàu vẫy tay chào tạm biệt, trong lòng không nỡ rời xa. Một buổi sáng đầy nắng, Suzu cuối cùng cũng chuyển tới Kamakura. Chị em họ nhiệt tình chào đón cô bé và chừa ra một phòng trên lầu 2 cho cô bé. Suzu vừa mới đến có vẻ hơi rụt rè và dè dặt. Chị cả nói với cô bé, em là em gái của bọn chị, đừng có ngại ngùng nhé. Sau đó, chị gái chuẩn bị tempura và mì soba thơm ngon cho cô bé. Đến giờ ăn trưa, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, vô cùng vui vẻ. Buổi chiều, bà ngoại đến nhà chơi, bà sâu xa khuyên chị cả, chăm sóc trẻ con không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống hồ, mẹ của Suzu từng phá hoại gia đình các cháu. Chị cả lại rộng lượng nói, trẻ con vô tội, lúc đó con bé còn chưa được sinh ra. Lúc trước Suzu ở Sendai từng là thành viên trong đội bóng đá thiếu niên. Sau khi chuyển tới Kamakura, cô bé cũng gia nhập vào đội bóng ở đây. Cô bé dũng cảm chạy trên sân, đá bóng cùng với các bạn nam. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người cùng nhau đến nhà ăn Umineko. Bà chủ ở đây là Nimonia, vô cùng thích Suzu. Bà mang lên cho cô bé đĩa cá nướng thơm ngon. Ba chị em từ nhỏ đến lớn đều được dì quan tâm rất nhiều. Nhưng trong cuộc sống tình cảm, ba chị em đều không được như ý. Chị cả đang quen nhau với một bác sĩ tên là Sina, nhưng Sina đã có gia đình. Chị hai luôn thích yêu đương cùng các em trai, đều đưa tiền kiếm được cho bạn trai tiêu. Cho dù thất tình hết lần này tới lần khác, mỗi lần đều uống say, nhưng cô vẫn luôn mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc và không tự thoát ra được. Đôi lúc chị cả sẽ dạy dỗ cô vài câu, cô luôn không nhịn nổi cãi lại chị. Mặc dù vừa mới cãi nhau, nhưng khi cô vào nhà tắm thấy một con dế
dế thì vẫn hét toáng lên gọi tên chị cả. Mặc dù chị cả trách cô không nghe lời nhưng cũng rất kiên nhẫn giải cứu cô. Chị cả vừa là chị vừa là mẹ ở trong nhà này. Thời tiết dần trở nên lạnh, chị em cũng đã khoác lên những bộ quần áo dày. Sàn nhà bên dưới chôn rượu mận còn là rượu 10 năm bà ngoại ủ. Sau khi họ ăn sáng vội vàng thì Yoshi dẫn Suzu xông ra ngoài. Chị cả đứng ở cửa dặn dò họ đi đường cẩn thận. Suzu vội đi học, Yoshi vội đi làm. Sau khi cậu bạn trai mới từng tìm Yoshi một lần thì cũng không gọi điện được nữa. Đợi buổi tối chị cả trở về, Yoshi lại uống say bét nhè. Chika cũng nằm bò trên bàn ngủ, chị cả đắp chăn cho họ. Sau đó nghiêm túc nói với Suzu, nếu có chuyện buồn phiền trong lòng đều có thể nói với chị. Suzu cười cười rồi gật đầu với cô. Lúc khu rừng được nhuộm hoàn toàn vào cuối thu, những chiếc lá vàng như cánh bướm dập dờn. Suzu quen được bạn tốt ở đây, còn cùng tham gia trận đấu bóng đá. Sau khi nhận được quả bóng chuyền, chỉ thấy cô bé đá vỡ khung thành và ghi điểm. Đồng đội đều gào thét cổ vũ cô bé. Chị ba ở bên cạnh xem trận đấu đều vui vẻ nhảy múa. Đợi lúc tối chị cả về nhà, lần này lại thành Suzu uống say. Hóa ra cô bé đã uống một ly soju đầy để ăn mừng bàn thắng. Trong lúc mơ màng, cô bé tức giận mắng chửi cha là một kẻ ngốc. Ba chị gái trừng mắt nhìn nhau không rõ tại sao. Suzu lộ ra nụ cười ngọt ngào trong giấc mơ đẹp. Các chị xúm lại xung quanh quan sát cô bé, đôi mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến. Lông mi của cô bé rất dài, hơn nữa đôi tai cũng rất giống chị gái. Sau khi Suzu tỉnh rượu, các chị gái dẫn cô đi xem cây mận ngoài sân. Chị cả nói cây mận sẽ xua đuổi côn trùng còn giải độc nữa, những thứ sống sót được thì đều mất rất nhiều công sức. Đây cũng là câu thần chú của bà ngoại. Sau khi ra biển bắt cá trở về, Suzu và bạn học hẹn nhau tới giúp đỡ. Sau khi sàng và phơi khô, mọi người đều làm rất tỉ mỉ. Sau khi trở về, chủ nhà sẽ tặng cho họ mỗi người mấy túi cá nhỏ. Buổi trưa chị cả làm món cá nhỏ thành bát cơm sashimi ngon tuyệt. Suzu rất thích ăn, còn học cách vả miếng cơm to như chị ba. Sau bữa cơm, chị em họ cùng dán giấy cửa sổ. Buổi tối, họ cùng đi ra biển dẫm sóng nhặt vỏ sò. Sau đó lại cùng tới quán ăn Umineko ăn tối. Dì Nimonia kể chuyện vui vẻ của ba chị em hồi nhỏ. Yoshi trước đây thích xếp vỏ sò khiến trên bàn đầy cát, mà Chika lúc đó vẫn còn là đứa con nít tè dầm. Chị cả chạy về nhà lấy quần áo để thay cho cô. Khi kể về những chuyện vui vẻ này, mấy chị em đều không nhịn được phì cười. Mùa xuân đến, lúc khai giảng, Suzu và Futa được xếp vào một lớp. Họ đều là đội viên trong đội bóng đá, cũng là bạn bè có mối quan hệ tốt nhất. Một vài người bạn tốt hẹn nhau đến quán bánh quế Yamaneko ăn bánh mì cá mòi. Ông chủ Senichi và dì Nimonia của quán ăn Umineko đều là bạn bè quen biết nhiều năm. Ông đã tiếp quản nhà hàng này 20 năm, bánh mì cá mòi cũng là món đầu tiên của ông ấy. Suzu nói với Futa, không chừng cha cô thường tới quán ăn đó, bởi vì trước đây cha cô thường làm món cơm cá mòi cho cô ăn. Lúc mới phát hiện cha bị bệnh, ông nói rằng ông không thể nhìn thấy hoa anh đào năm nay rồi. Sau khi Futa đạp xe nói muốn dẫn cô đi ngắm hoa anh đào hai bên đường vô cùng lãng mạn, giống như dệt thành một đường hầm biển hoa. Hai người đi xuyên qua đường hầm và lang thang trong biển hoa, gió xuân thổi bay tóc mái, ánh nắng nhuộm vàng cánh hoa. Suzu ngẩng cổ lên trời tận hưởng khoảnh khắc thoải mái này. Khi hoa anh đào tàn, mận xanh đã kết đầy cành. Bây giờ đã có Suzu, nhiệm vụ hái quả trên cây đã giao cho cô bé. Bốn chị em ngồi trước cửa và khắc tên lên quả. Một số quả mận xanh thì dùng để làm rượu mận xanh, còn lại thì chia cho hàng xóm. Cây mận này là ông ngoại tự trồng khi mẹ của họ sinh ra đời. Bây giờ nó đã được 55 tuổi rồi. Bà dì đột nhiên gọi điện tới, nói rằng mẹ họ muốn tổ chức cúng bái cho bà ngoại. Năm đó ở tang lễ của bà ngoại, mọi người đã nói chuyện không vui vẻ gì. Lúc bà ngoại đầu 73 tuần, mẹ họ không trở về. Bây giờ mẹ họ lại đột nhiên muốn tổ chức cúng bái cho bà ngoại. Chị cả lẩm bẩm trong lòng. Cô cũng gọi giống như người cha, gọi mẹ cô là người đó. Cô cảm thấy mẹ họ nên cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi mà quay lại thăm họ. Năm đó, bà ta tàn nhẫn vứt bỏ ba chị em, không quan tâm chăm sóc. Hại chị cả đã vất vả để chăm sóc hai em gái. Trong ngày tang lễ, ba chị em đến khán phòng rất sớm chào đón khách khứa. Bà mẹ lâu ngày không gặp chậm rãi đến trễ. Chika và Yoshi luôn gọi tiếng mẹ. Bà sờ đầu Chika, lại liên tục khen tóc của Yoshi rất đẹp. Chị cả Sachi giới thiệu Suzu cho mẹ quen biết. Cô bé chính là con gái của Tình Định và người chồng năm đó. Bà cũng hy vọng bốn chị em chăm sóc lẫn nhau. Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người cùng trở về nhà. Trong lúc trò chuyện, bà mẹ thuận miệng nói, thật ra bà vẫn luôn muốn bán căn nhà cũ này đi. Quét dọn sân vườn rất cực khổ, hơn nữa các con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Lời nói này đã khơi dậy nỗi đau trong lòng chị cả. Cô tức giận chất vấn, quét dọn sân vườn thì làm sao, mẹ chưa từng làm lấy một lần nhỉ? Mẹ có tư cách gì mà quyết định bán căn nhà này? Mẹ đã vứt bỏ căn nhà này rồi còn quản nhiều vậy sao? Thế nhưng bà mẹ cũng có nỗi bất bình không nói hết được trong lòng. Bà nói thẳng ra, mẹ cảm thấy rất có lỗi với các con, nhưng nói cho
cùng còn không phải do cha các con chạy trốn cùng người phụ nữ khác sao? Bà dì thấy mọi người sắp cãi nhau đành vội khuyên mọi người bớt nói vài câu. Suzu ngồi ở bên cạnh nghe thấy thì cảm thấy nặng nề trong lòng. Chị cả lo lắng sẽ làm tổn thương cô bé, nên đã nói vài câu an ủi cô bé trong lúc cùng làm bữa tối. Suzu dường như nhìn ra được tấm lòng của chị cả, thật ra cô bé cũng tràn đầy tội lỗi trong lòng. Chính vì mẹ của cô mới khiến các chị mất đi cha. Cô bé nói lời xin lỗi với chị cả thay mẹ mình. Chị cả vội vàng an ủi cô bé. Tuyệt đối đừng như vậy, đây không phải lỗi của em. Suzu nói, thích người đã có vợ con thì là mẹ cô bé không đúng. Nghe thấy câu này, trong lòng chị cả tràn ngập cảm xúc phức tạp. Cô hận người phụ nữ cướp đi gia đình của cô, nhưng cô bây giờ lại dây dưa không dứt với người đàn ông đã có gia đình. Cô nói với Suzu, ngày hôm sau, mẹ cô lại trở về nhà cũ, hơn nữa còn mang chút quà về. Ba con gái mỗi người một món quà, chỉ một mình Suzu là có hai món quà. Bọc gói cũng khác nhau, chắc là sau khi đến mới chuẩn bị. Dụng ý của mẹ khiến chị cả rất cảm động, cô muốn giữ mẹ vào nhà ngồi một lát, nhưng mẹ cô phải lên máy bay, bà muốn thăm bà ngoại trước khi rời đi. Vì thế Sachi cùng mẹ đi thăm mộ của bà ngoại, quỳ trước mộ của bà, mẹ cô đã tâm sự tội lỗi của mình với cô. Lúc trở về, hai mẹ con đi trên con đường nhỏ dợp bóng cây và đầy hoa trò chuyện với nhau. Bà mẹ nhắc đến rượu mận là hương vị quê nhà trong ký ức của bà. Sachi nghe thấy vậy thì vội chạy về nhà và bảo mẹ đợi cô ấy ở bến xe. Không lâu sau, cô mang rượu mận đến cho mẹ mình. Có rượu do chính tay cô ủ, có rượu mà bà ngoại đã ủ 10 năm. Có điều chỉ còn lại một bình nhỏ cuối cùng là mùi hoài niệm của mẹ. Bà nói rằng nhất định sẽ uống. Sachi cũng hy vọng mẹ mình có thể thường trở về chơi. Mẹ cô đồng ý còn mời cô đến nhà mình chơi. Hai mẹ con không nỡ chào tạm biệt, Sachi dõi theo chuyến tàu rời đi. Ngày hôm sau, Sachi gặp dì Nimonia ở bệnh viện, liền tới hỏi thăm. Dì ấy nói mình chỉ hơi đau bụng, Sachi cũng không nghĩ nhiều. Sau đó Yoshi cùng trưởng phòng đến tiến hành điều tra tài chính, đã đến quán ăn Umineko. Lúc này bệnh tình của dì đã xấu đi, em trai của bà ấy vẫn đang giành quyền thừa kế. Quán ăn Umineko đã ngừng kinh doanh, tháng này phải đóng cửa rồi. Dì Nimonia cũng đã từ bỏ điều trị, đặt một giường trong khu chăm sóc cuối đời ở bệnh viện. Yoshi và trưởng phòng ngồi bên bờ biển, trong lòng vô cùng nặng nề. Họ quyết định giúp dì Nimonia lập di chúc công chứng để bù đắp phần nào tổn thất cho dì. Buổi tối, Sina nói với Sachi, anh ta muốn đi Mỹ để học liệu pháp nâng cao, hy vọng Sachi cùng đi với mình. Anh ta cũng hứa sẽ ly hôn với vợ. Trên đường trở về nhà, Sachi vô cùng lo lắng, cô khó mà đưa ra lựa chọn. Các em gái biết được chuyện này thì bắt đầu oán trách. Chị à, chị cũng như vậy, anh ta rốt cuộc tốt ở đâu chứ? Giống hệt cha mình, yếu đuối vô dụng. Sau khi chị cả nghe xong thì vừa xấu hổ vừa tức giận, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, nhưng lại gặp Suzu ở cầu thang. Cô bé đã nghe thấy hết. Suzu chợt nhớ ra mình từng nói với chị cả thích một người có gia đình là không đúng. Cô bé cảm thấy lời của mình chắc chắn đã làm tổn thương chị cả. Sau khi bàn bạc với hai chị, họ quyết định cử chị hai đi an ủi chị cả. Dưới sự tấn công bằng lời nói ngọt ngào của chị hai, tâm trạng tồi tệ trong lòng chị cả đã trôi đi. Ngày hôm sau, Sachi nói với Sina, mình không thể cùng anh đi Mỹ. Sina muốn xin lỗi cô ấy vì đã do dự về mặt tình cảm. Sachi nói rằng mình cũng sai và không trách ai cả. Bây giờ cô chỉ muốn ở lại bệnh viện, chăm sóc người bệnh hấp hối. Cha cô luôn nói ông không còn mặt mũi gặp các con. Trước khi chết đều do một mình Suzu chăm sóc ông. Nếu họ có thể ở bên cạnh cha, có lẽ sẽ có gì đó khác đi. Buổi tối có đại hội pháo hoa. Suzu mặc bộ kimono do chị cả tặng. Cô bé và bạn học cùng đến quán ăn Umineko tận hưởng món cá nướng cuối cùng. Trước khi đi, dì Nimonia gọi Suzu lại, bảo cô mang chút cá nướng về cho các chị. Dì Nimonia không có con cái, bà sâu xa nói với Suzu, thật hâm mộ cha mẹ của cháu, đã để lại một bảo bối như cháu. Dì Nimonia khẽ vỗ lưng cô bé, đưa cô bé ra ngoài cửa. Vào buổi tối, người đi lại trên đường phố ngày càng nhiều. Suzu và bạn học cùng lên thuyền, pháo hoa rực rỡ chói sáng, các bạn học đều tản ra các nơi để xem. Lúc tạm biệt, Futa nói với Suzu, cậu mặc kimono rất đẹp. Đợi khi Suzu trở về nhà, các chị gái cũng khoác lên bộ kimono. Đó là bộ kimono bà ngoại để lại, bên trên có mùi của bà. Sau đó họ cùng đốt pháo hoa ở trong sân. Pháo hoa lộng lẫy nở hoa trong tay họ, trên mặt họ cũng nở nụ cười hạnh phúc. Rất nhanh, mùa hè lại đến. Suzu thích thú đứng trước cửa tận hưởng sự mát lạnh của chiếc quạt. Cô bé thích cảm giác tự do này. Rượu mận mới ủ đã có thể thưởng thức. Suzu giúp chị cả pha rượu, chị cả hét lên từ phía xa, phải nồng, phải chua. Hai chị em mỗi người cầm một chén ngồi trước cửa thưởng thức. Đó là hương vị của quê nhà, hương vị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trên trụ nhà khắc ký hiệu triều ca của ba chị em từ nhỏ đến lớn. Năm nay Suzu 15 tuổi, chị cả đã bù cho cô bé 15 tuổi chiều cao. Sau đó nghiêm túc viết tên cô bé, trên cột đều đủ tên bốn chị em. Buổi chiều, chị cả dẫn Suzu lên núi, đứng trên núi ngắm nhìn về phương xa. Cảnh tượng trước mắt đều không có chướng ngại vật, Suzu không khỏi cảm thán. Nơi này giống như Yamagata
vậy? Hồi nhỏ chị cả thường cùng cha đến đây. Sau khi cha mất, một mình cô đến. Cô dắt tay Suzu cùng sông xuống núi hét to. Chị cả hét to, cha là một tên ngốc. Suzu nghĩ ngợi mãi rồi cũng hét to, mẹ là một tên ngốc. Sau đó cô bé nhỏ giọng nói, rõ ràng muốn sống cùng bà ấy thêm một thời gian nữa. Đến tháng 9, dì Nimonia cuối cùng đã qua đời. Bốn chị em đi tham dự tang lễ của bà. Yoshi không khóc trong tang lễ của cha, lúc này đã khóc không thành tiếng. Chú Senichi nói, tổ chức tang lễ tốt thật, thật sự là cuộc đời tốt nha. Chị cả chăm sóc Nimonia đi hết quãng đường cuối cùng của đời người. Trước khi chết, dì Nimonia đã chụp được tấm ảnh đẹp nhất ở khóm hoa anh đào. Bà ấy luôn nói rằng mặc dù biết mình sắp chết, nhưng vẫn luôn cảm thấy những thứ đẹp đúng là đẹp thật, rất vui vẻ. Bốn chị em chào tạm biệt chú Senichi rồi cùng nhau ra bờ biển. Suzu nói với các chị gái, cha cũng từng nói như vậy. Trước khi chết, cha có nói chuyện liên quan đến hoa anh đào. Cha cũng cảm nhận được những thứ đẹp đúng là đẹp thật, rất vui vẻ. Chị cả nói, thật đúng là cuộc đời đẹp nha. Mặc dù cha là một kẻ rất thất bại nhưng nhất định là người rất dịu dàng. Bởi vì ông ấy đã để lại cho chúng ta món quà chân quý nhất, gió biển ấm áp, bọt sóng cuồn cuộn. Họ đi dạo dọc bờ biển một cách bình yên như vậy. Umimachi Diary là tác phẩm chiếu năm 2015 do Hirokazu Korida đạo diễn. Bộ phim đã giành được 12 giải thưởng lớn và được đề cử bao gồm bộ phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải viện Hàn Lâm Nhật Bản lần thứ 39. Chủ yếu kể về câu chuyện bốn chị em sống cùng nhau ở Kamakura, Nhật Bản. Cả bộ phim tiếp tục phong cách trước đây của Hirokazu Korida, bộc lộ một chút buồn bã và một chút chữa lành trong sự nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa, không có sóng gió hay bước ngoặt nào cả, nhưng sau khi xem xong lại có một cảm giác bình yên khó tả nổi. Mà so sánh với các tác phẩm trước đây của Hirokazu, Umimachi Diary bình yên hơn. Đây là một sự khoan dung và mềm mại sau khi nhìn thấy bản chất của cuộc sống. Tôi còn nhớ trong bộ phim Nobody Know, tôi từng nói, khiến chúng ta mạnh mẽ đều là chuyện lớn, khiến chúng ta yếu đuối đều là chuyện nhỏ. Bộ phim này đã giải thích những chuyện lớn lao mà chúng ta bị ám ảnh không phải là tất cả cuộc sống. Chúng ta không thể ôm theo nó sống cả đời như vậy. Trong cuộc sống, điều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất luôn là những chuyện lặt vặt không quan trọng. Ngắm một bông hoa nở, uống một ngụm rượu mận, đốt một chùm pháo hoa, trò chuyện nhỏ nhặt. Những điều nhỏ nhặt này sẽ không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta, nhưng lại là cuộc sống thường ngày của chúng ta. Phải thừa nhận rằng, cuộc sống của hầu hết những người bình thường đều là vụn vặt và tầm thường. Chị cả nói, những thứ sống được thì rất tốn công sức, không khỏi khiến chúng ta cảm thán. Cuộc sống thật sự không dễ dàng gì, nhưng chúng ta vẫn phải sống thật tốt. Và trong những điều nhỏ nhặt mà người khác coi là không đáng kể có được niềm vui và sự hài lòng. Cũng từ những điều nhỏ nhặt này mà chúng ta dần học được cách hòa giải với quá khứ và nỗi đau. Mặc dù cuộc sống đều chuẩn bị cho mỗi người một điều tiếc nuối khác nhau, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn cảm thấy những thứ đẹp đúng là đẹp thật, đó cũng xem như là cuộc đời đẹp rồi. Ok, hôm nay review đến đây thôi. Nếu các bạn thích thì hãy theo dõi, like và lưu nhé. Hẹn gặp lại các bạn.